Nhiệt liệt chào mừng tất cả các anh chị tư vấn viên và các vị khán giả đã đến thăm buổi lễ trao xe của nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà và Đào Ngọc Tuyến. Thưa các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 5 năm 2022 tại Thaco Phú Thọ, thì Phú Thọ tập đoàn Simli tổ chức lễ trao xe cho nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà và Đào Ngọc Tuyến. Về dự với buổi lễ trao xe hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Phó Thủ lĩnh Nguyễn Phương Lan từ Sài Gòn, Thủ lĩnh Phạm Đức Tiết đến từ thị trường Tuyên Quang, nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hòa đến từ Bắc Giang, nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Phương Oanh đến từ Thái Nguyên, nhà tư vấn chuyên nghiệp Trần Hồng đến thị trường Sơn Tây Hà Nội. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay ạ. Và bên cạnh đó là tất cả các chị em tư vấn viên ở thị trường Hà Nội, Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên đều tập trung đông đủ. Chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa. Vâng. Lời đầu tiên cho Jeff MC Văn Hân xin gửi tới tất cả các quý vị đại biểu, tất cả các nhà thủ lĩnh, các nhà tư vấn chuyên nghiệp và các anh chị em tư vấn viên lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và chúc chúng ta thành công trong công cuộc kinh doanh tại tập đoàn Simli ạ. Và nói chung là lần đầu tiên làm MC rất là run nhưng mà rất là vinh dự, đúng không ạ? Thưa các bạn, tập đoàn chăm sóc sức khỏe Simli đó là một tập đoàn đa quốc gia và được sinh ra tại Nga vào năm 1996. Hiện nay thì tập đoàn Simli có mặt trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ và đã đặt văn phòng tại 25 quốc gia. Tập đoàn Simli thì đã vào được thị trường Mỹ, một thị trường rất khó tính, năm 2009, đúng không ạ? Và đến năm 2013 thì tập đoàn Simli đã có mặt tại thị trường Việt Nam, đến nay đã được 9 năm, đúng không ạ? Và ở tập đoàn Simli thì có một cái món đặc sản, đó là cái gì ạ? Đó là lễ trao ô tô, và trở thành cho các nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và hôm nay thì tại thị trường Phú Thọ, đó là dành cho cặp đôi nhà tư vấn chuyên nghiệp là Nguyễn Thị Thu Hà và Đào Ngọc Tuyến, đúng không ạ? Hiện nay thì ở thị trường Việt Nam, tập đoàn Simli đã có hơn 400 xe công tiết và 25 xe Mercedes-Benz, đúng không ạ? Và họ, những cái người mà nhận được xe ấy, thì họ là những người là có tầm nhìn này, có đạo đức này, có trí tuệ và có nghị lực, và những người thắp sáng những ước mơ của cuộc đời mình vươn tới một cái sự tự do về tài chính. Đây là bước đầu tiên để chúng ta đạt được cái bước tự do về tài chính, đúng không ạ? Họ đã vượt qua rất nhiều cái rào cản, rất nhiều cái chông gai và rất nhiều cái sự phản đối, và bên cạnh đó là những cái sự mà nói chung là vào mồ hôi nước mắt. Nó phải có ba cái loại nước mà nó phải vượt qua, đúng không ạ? Đó là gì ạ? Nước mắt của bản thân, nước đá của người thân, người quen và bạn bè ném cho, và mồ hôi công sức của mình, đúng là ba cái loại nước mà họ đã phải vượt qua. Và hơi nắng, đúng không ạ? Nay ông trời là rất là ưu ái cho vợ chồng nhà Thu Hà và các chị em ở đây, đúng không ạ? Hôm nay sẽ có một làn da rất là đẹp trong buổi lễ trao xe hôm nay. Và để vinh nhận cái lễ vinh danh và lễ trao xe của ngày hôm nay thì tôi xin ra phép được giới thiệu thủ lĩnh Phương Lan, thủ lĩnh Bích Tuyết, và xin mời cặp đôi nhà tư vấn chuyên nghiệp Thu Hà và Ngọc Tuyến sẽ lên nhận hoa tặng hoa của hai thủ lĩnh dành cho nhà tư vấn chuyên nghiệp. Xin mời hai thủ lĩnh và xin mời hai nhà tư vấn chuyên nghiệp. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay cổ vũ động viên ạ. Tim và Nguyễn Lương cũng chúc mừng. Đề nghị cả nhà cho một tràng vỗ tay thật to ạ. Lãng hoa tươi đẹp đến từ thủ lĩnh Phạm Bích Tuyết, thị trường Tuyết Hoa. Mời chúng ta cho một tràng vỗ tay. Rồi, nhận luôn. Ở
Tiếp theo là xin mời Kim Phượng đến từ thị trường Bắc Ninh ạ. Kim Kim Phượng đâu ạ? Của team Linh Nhật đến thị trường Phú Thọ là một thị trường luôn luôn hãnh diện và tự hào vì có một người thuyền trưởng thông minh, giỏi giang và xinh đẹp. Em là biểu tượng cho sự khát khao mãnh liệt và là một con người bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm. Em đã từng đi xuất khẩu lao động sang Nhật, nhưng thấy cái cơ hội kinh doanh CBD. Đây là một cơ hội có thể là ở nhà chăm sóc gia đình và cũng để có một nguồn thu nhập có ngang bằng với ở Nhật. Và em đã ra quyết định toàn tâm, toàn ý với CBD và ngày hôm nay đây là cái kết quả đã dành cho em. Với cái mức thu nhập rất là tốt, một tháng là trên 30 triệu và nhiều phần thưởng to lớn mà tập đoàn đã tặng cho em, như hôm nay là chiếc xe với hình bông tuyết và một chuyến đi du lịch nước ngoài hơn 20 triệu đồng và chính thức bước chân vào dự án xe hơi. Và sau đây thì xin trân trọng kính mời nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà và Đào Ngọc Tiến sẽ tiến lên sân khấu. Mời tất cả anh chị em ta đứng dậy cùng vỗ tay hướng về phía trước để chào đón phần thưởng lớn nhất và tập đoàn chăm sóc sức khỏe CBD đã trao tặng cho nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thu Hà và Đào Ngọc Tiến ạ. Xin một tràng vỗ tay thật to ạ. Vâng. Xin mời thủ lĩnh Phương Lan ạ. Xin kính mời thủ lĩnh Phương Lan lên sau khóa xe cho nhà tư vấn chuyên nghiệp ạ. Xin kính mời. Đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Chuyên nghiệp Nguyễn Thu Hà sẽ lên có đôi lời phát biểu cảm ơn tới tất cả các hội đồng thủ lĩnh, các anh chị em tư vấn viên và các vị khách quý hôm nay. Xin kính mời nhà tư vấn. Cảm ơn MC. Em xin chào tất cả các anh chị tư vấn viên, các thủ lĩnh đã có mặt chung vui với vợ chồng em ngày hôm nay. Thực sự ra thì đúng là bản thân em giờ phút này rất là xúc động và cảm thấy rất là hạnh phúc, không biết nói gì hơn. Em xin gửi lời tri ân đến tập đoàn Sibori. Cảm ơn người dẫn đường chia sẻ cơ hội cho em là chị Phương Oanh và chị thủ lĩnh Phương Lan. Ngày hôm nay có được cái kết quả này thì đúng là bản thân em rất là hạnh phúc, và đây là cái kết quả không phải chỉ riêng một mình em mà là kết quả của cả đội nhóm. Em chỉ là người đứng ra thay mặt đội nhóm để mà nhận cái món quà này. Thì trước cái nguyên nhân, cái lý do mà em biết đến cái tập đoàn Sibori này nó rất là tình cờ. Bản thân em trước đây thì cách đây khoảng 10 năm thì ở Việt Nam thì em cũng là người làm công ăn lương như tất cả mọi người thôi.
Thế nhưng mà vì cuộc sống rồi vì cái khát khao lúc nào cũng mong muốn là mình phải thay đổi được cuộc sống, mình muốn có một cái chất lượng cuộc sống tốt hơn, thì em đã chọn một cái cơ hội đó là đi lao động xuất khẩu tại nước ngoài. Và nhiều năm sống và làm việc tại Nhật Bản thì bản thân em rất là mong muốn và tìm kiếm cho mình một cái cơ hội nào đó để khi mà trở về Việt Nam mình có một cái mức thu nhập khoảng 20 triệu đồng thôi thì mình đã cảm thấy là hạnh phúc rồi. Và cái điều duy nhất là em mong muốn đó là mình không phải sống xa gia đình, xa chồng, xa con và phải rời quê hương đến một cái đất nước xa xôi làm việc rất là vất vả, rất là cực nhọc. Thì tình cờ em biết đến cơ hội Sibori do chị Trần Phương Oanh trao tặng cho em. Lúc đó thì em cũng không có nghĩ rằng là mình có được cái kết quả như ngày hôm nay đâu ạ. Mà lúc đó thì em cũng chỉ đơn giản là mình đi tìm một cái giải pháp chăm sóc sức khỏe cho con trai của em thôi. Thì em rất là bất ngờ khi mà sau khi trải nghiệm cái sản phẩm và cái kết quả nó đem đến, thì ngoài cái sự mong đợi của mình nên là em đã dành thời gian để tìm hiểu về tập đoàn, tìm hiểu về sản phẩm, tìm hiểu về cơ hội kinh doanh cùng với Sibori. Và em đã đón nhận cái cơ hội này. Và sau 3 tháng học và tìm hiểu, đồng hành cùng với tập đoàn, cùng với anh chị em trong hệ thống, thì em đã ra một cái quyết định rất là mạnh mẽ, đó là trở về Việt Nam để dành toàn thời gian cho cái công việc này. Vì em đã nhìn thấy được ở đây có một cái cơ hội rất là tốt, nó có thể mang lại cho em một cái nguồn thu nhập thậm chí là tốt hơn khi mà em làm việc tại Nhật Bản, đồng thời là em không phải xa gia đình, không phải xa chồng, không phải xa con, và em có một cái cơ hội để em có thể trao cho tất cả mọi người. Những người họ có cái hoàn cảnh giống em là họ phải xa gia đình, hoặc là những anh chị em, những mẹ bỉm sữa, họ đang có mong muốn có một cái nguồn thu nhập mà họ không phải quá vất vả, thì đó là cái điều mà em rất là mong ước, và em đã quyết định rằng là mình trở về Việt Nam sau nhiều năm làm việc tại Nhật Bản để toàn tâm toàn ý về cái cơ hội Sibori này. Và ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn và biết ơn các anh chị thủ lĩnh như chị Phương Lan, rồi thủ lĩnh Bích Tuyết, hai chị nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Hòa và Phương Oanh đã đến đây chung vui với em. Đây là các anh chị tuyến trên của em. Và em xin gửi lời tri ân đến tất cả các anh chị em tư vấn viên trong hệ thống của Tem Hà Trang đã cùng em làm việc, và kết quả ngày hôm nay là em đã được tập đoàn trao tặng cho mình một chiếc xe hơi mang thương hiệu hình bông tuyết. Em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tập đoàn, đến hệ thống người dân đường, đến toàn thể đội nhóm anh chị em trong hệ thống tuyến dưới của team Hà Trang. Một lời nữa thì em không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người đã đến đây chung vui cùng với vợ chồng em, không ngại đường xá xa xôi. Đặc biệt là thủ lĩnh Phương Lan thì đã bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra đây để trao tặng cho em cái chiếc chìa khóa xe hơi mang thương hiệu hình bông tuyết. Và các anh chị em ở Tuyên Quang, ở Bắc Ninh, Bắc Giang, ở Phú Thọ và ở Hà Nội, đây là một cái điều mà em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là hãnh diện. Hy vọng là trong năm nay thì em cũng sẽ được đi dự và được chia vui cùng với đồng đội tuyến dưới của mình nhiều cái lễ đệm xe hơi như thế này nữa. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui cùng với vợ chồng em. Cảm ơn anh MC ạ. Vâng, xin cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà. Vâng, các bạn đã nhìn thấy không ạ? Cái cây chúng ta này đã đang nở dòng bông, nó đâm chồi và có ra quả đúng không ạ? Vậy cái công sức này nó ở đâu ạ? Công sức này do ai ạ? Và sau đây thì MC xin phép được giới thiệu một người chị, một người thủ lĩnh thật tuyệt vời. Chị là một người tâm tầm tài, đúng không ạ? Chị mang những cái hiểu biết, những cái kinh nghiệm kinh doanh trên thương trường gần 30 năm của chị vào với Sibori và đã dìu dắt đến ngày hôm nay. Đúng là trong Sibori nói là kết quả là chân lý, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy đây, một chiếc xe bông tuyết có đẹp không ạ? Cả nhà thấy đẹp không ạ? Quá đẹp đúng không ạ? Đúng không ạ? Và cái cây này nó lớn thì cũng nhờ có người gieo hạt và có người chăm bẵm nó. Và cái người gieo hạt đó không ai khác đó là thủ lĩnh Phương Lan đến từ Sài Gòn. Chị là một gia chủ doanh nghiệp. Chị là một người chị tuyệt vời, hết mực vì các em. Đúng không ạ? Chị là một người yêu con số, một con người rất tuyệt vời trong hệ thống S69 Global.
Và vào ngày hôm nay chị đã mua vé máy bay bay từ Sài Gòn ra đến thị trường Phú Thọ đúng không ạ, để trao cái lễ trao xe ngày hôm nay. Và để tiếp theo chương trình thì Hân Dũng xin kính mời chị Phương Lan lên có đôi lời phát biểu. Xin kính mời chị. Xin chào tất cả các bạn đã đến dự lễ trao xe của nhà tư vấn chuyên nghiệp Đào Ngọc Tuyến và Nguyễn Thị Thu Hà. Thì thật sự cho Lan là một cái niềm vinh dự và may mắn, hạnh phúc vô bờ khi mà hôm nay Lan được đứng tại Thaco Phú Thọ, một cái tỉnh đồng bằng miền Bắc, lần đầu tiên mà mình được đến tỉnh Phú Thọ và trong một cái lễ trao xe của nhà tư vấn chuyên nghiệp. Thật sự thì cái cảm xúc này của Lan rất là hạnh phúc các anh chị ạ. Lan hy vọng rằng mình đã nhân bản ra các cái xe hơi như thế này ở trong hệ thống thì chắc chắn những bạn đã đến với tem của Phương Lan cũng như các bạn đã đến với CBD Việt Nam thì chúng ta sẽ là những người mà đi gieo những hạt giống về sức khỏe, về sự tự do, về hạnh phúc và một cái nữa là đặc biệt đấy là giúp đỡ cho tất cả những anh chị em biết đến cái cơ hội này thì chúng ta thay đổi cái tư duy để chúng ta thay đổi được cái cuộc sống. Mình làm sao mà chúng ta sẽ giúp đỡ được cho rất là nhiều người khi mà anh chị em nhà mình đều đồng hành trên cái con đường mà chúng ta gọi là kinh doanh an lạc. Tại vì thật sự với các bạn, trước đây thì Lan cũng có 19 năm đã từng công tác ở trong môi trường nhà nước và Lan cũng đã từng làm chủ doanh nghiệp. Thì khi mà kinh doanh như vậy ấy, thì thật sự với các bạn nó có rất là nhiều những cái vất vả, gian truân, đồng vốn phải bỏ ra. Còn đến với CBD này thì các bạn chỉ cần nghiêm túc, khi mà bạn ra một cái quyết định, bạn đón nhận cái cơ hội này thì bạn sẽ được một cái công thức ở trong hệ thống trao sẵn cho bạn. Công thức thành công, các bạn chỉ cần tư duy đúng cộng với hành động đúng thì các bạn sẽ ra kết quả. Và kết quả của ngày hôm nay thì em Thu Hà, qua một cái thời gian là 12 tháng khi mà em đã quyết định rời bỏ Nhật Bản để về Việt Nam đồng hành với CBD, đồng hành với tem Phương Lan thì em đã bước chân vào nhà tư vấn chuyên nghiệp. Và hôm nay thì rất là vinh dự và hạnh phúc khi mà tập đoàn đứng ra làm một cái lễ trao xe cho em. Ở đây thì trao xe các bạn thấy nó có sự khác biệt không ạ? Nếu như ở ngoài các bạn bỏ tiền mua xe hơi thì các bạn chỉ có là hai vợ chồng mua xe với nhau, nhưng mà ở đây thì chúng ta nhận xe thì có rất là nhiều đồng đội, và đồng đội ở các tỉnh từ bốn phương trời chúng ta đổ về đây và chung vui với hai vợ chồng nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thu Hà và Đào Ngọc Tuyến. Đây là một cái cảm xúc mà Lan thấy là không có một môi trường nào có được, phải không ạ? Cho Lan được hỏi xem là hôm nay cảm xúc của bạn Tuyến, bạn suy nghĩ như nào khi công việc của vợ mình đồng hành trên con đường này. Xin mời em. Em cảm ơn các anh các chị đã đồng hành cùng vợ. Vỗ tay. Vâng, em xin thay mặt chồng em chia sẻ cái cảm xúc của mình lúc này và cái trả lời cái câu hỏi của chị Phương Lan. Chồng em xúc động quá, hạnh phúc khi mà vợ làm việc nỗ lực một thời gian và có được cái kết quả này nên. Ngày hôm nay được đứng đây nhận chiếc chìa khóa do chị Phương Lan đại diện cho tập đoàn trao tặng thì vợ chồng em thực sự rất là hạnh phúc. Em cũng không biết nói gì hơn là cảm ơn chị cũng như là cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui với vợ chồng em. Và cái điều mà cần cảm ơn nữa đó là lúc nãy em cũng có hơi xúc động mà quên mất chưa cảm ơn người chồng của mình. Một người rất là tuyệt vời, luôn luôn ủng hộ mọi cái quyết định của em. Cho dù là em làm bất cứ một công việc gì thì anh là người luôn luôn đứng đằng sau để ủng hộ cho em, ủng hộ mọi quyết định của em. Và bên cạnh đấy thì em còn mẹ chồng, còn hai con của em nữa. Mọi người luôn luôn ủng hộ và động viên em trong cái quá trình em làm việc và để có được cái kết quả ngày hôm nay. Và cái điều mà phải cảm ơn đó là người chồng của em.
người mẹ chồng hàng ngày hỗ trợ em cơm nước rồi lo công việc nhà để em có thể toàn tâm toàn ý cho cái công việc này. Và các con của em cũng là những các bạn rất là ngoan và giúp đỡ mẹ việc nhà để mẹ có thể toàn tâm toàn ý công việc này, để mẹ có thể hỗ trợ được đội nhóm ngày một tốt hơn. Em xin cảm ơn chị. Và bao nhiêu trong số các bạn ở đây sẽ quyết định là năm 2022 này sẽ lấy xe bông tuyết về nhà mình, thì cho Lan xin một tiếng dê. Xin bao nhiêu trong số các bạn đã là nhà tư vấn chuyên nghiệp rồi, và chúng ta sẽ phấn đấu là 2023 chúng ta sẽ dinh mẹ sẽ đếp bền, thì chúng ta sẽ giơ bàn tay. Và Lan có một cái điều rất là khát khao khi mà Lan muốn là tất cả anh chị em nhà mình sẽ cùng nhau ở một cái làng biệt thự, làng biệt thự 8 tỷ tư của tập đoàn. Yeah. Xin cảm ơn tất cả các bạn, và chắc chắn các bạn đã đồng hành trên con đường này thì chắc chắn các bạn sẽ thành công nếu như các bạn nghiêm túc. Xin cảm ơn cả nhà. Xin cảm ơn tổ lĩnh Phương Lan, cảm ơn vợ chồng nhà tư vấn chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thu Hà. Vâng, cái gì thôi ạ, chúng ta lời nhận thưởng có rồi ạ, lời trao thưởng có rồi, và sau đây thì là cái chương trình Vân xin phép được phỏng vấn một vài ý kiến. Cái phỏng vấn đầu tiên đó là con trai của hai nhà tư vấn chuyên nghiệp, cái gì nghĩ gì về cái việc mẹ mình đang làm và đánh giá như nào, xin mời con. Vui lắm. Thế à, chúc mừng. Thêm bằng mẹ chị rồi, đúng không ạ? Rất là hữu ích và giúp được nhiều người, đúng không ạ? Và tiếp theo đây thì anh xin phỏng vấn một bạn. Bạn là bạn Hà nhỉ? Đến từ thị trường Bắc Giang. Bạn mới gia nhập CD từ tháng đầu tiên, đúng không ạ? Bạn sẽ đánh giá như nào về cái lễ trao xe này, và bạn nhắn gửi gì với những người mà vẫn còn đang đứng ngoài nhìn, những người mà đang cũng chưa thật sự là có niềm tin vào CD, những người mà cho rằng cái lễ trao xe này của CD nó không có thật. Xin mời bạn. Xin chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Nguyễn Văn Hà, em đến từ tên của tên Phương Linh ạ. Thảo Linh ạ. Đến từ Thảo Linh ạ. Hôm nay là em rất là may mắn, tuy là một thành viên mới thôi, em được dự quẩy đánh trao xe cho chị Thu Hà. Thật sự là trong môi trường CBD này, FTM mới vào thôi, nhưng em đây là thấy một môi trường CBD kinh doanh rất là lành mạnh cho mọi người tư tưởng ạ. Và tầm nhìn cho chúng ta mọi giá trị, và quan trọng nhất đó là giá trị về sức khỏe. Môi trường CBD này cho chúng ta sự lành mạnh, một sự thành công, và cho chúng ta sự niềm tin ạ. Ai nếu ai chưa có niềm tin, chưa thành công thì hãy vào CBD ạ. Đồng hành cùng chúng tôi, đồng hành cùng tập đoàn. Mọi sự nỗ lực của chúng ta sẽ được đền đáp bởi sự thành công, và mọi người sẽ nhìn nhận chúng ta sẽ là thành một thủ lĩnh tương lai, một thầy giáo sẽ hướng cho chúng ta vượt qua mọi rào cản để tới vươn tới sự thành công ạ. Xin ạ. Vâng, xin cảm ơn em Hà, rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Một người mới gia nhập tháng đầu tiên thôi, nhưng đã giác ngộ rất cao về CBD. Tiếp theo đây tôi thấy là có rất nhiều phóng viên báo đài và các đài truyền hình đang về phỏng vấn. Để sau đây xin mời biên tập viên Thảo Linh đến từ team Thảo Linh của Bắc Giang sẽ phát biểu một vài ý kiến ạ, xin mời. Tất cả các bác, các anh chị em và tất cả các bạn bè của chị Hà Trang đã có mặt trong đêm buổi lễ trao bằng xe ngày hôm nay tại showroom thị trường Phú Thọ. Xin được giới thiệu Thảo Linh đến từ thành phố Bắc Giang, và đang là một trong những thành viên rất là năng lượng của em của chị Hà Trang. Thì ngày hôm nay Thảo Linh cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc khi có mặt tại cái buổi sự kiện lễ trao bằng xe của chị Hà Trang, là một người đã theo cơ hội kinh doanh của Thảo Linh, là một người rất là
mà hai cái thị trường khác nhau mà chưa hề quen biết nhau cũng đã có duyên để gặp được nhau trong những cái hội CV này, thì thấy cảm thấy mình vô cùng là may mắn và rất là hạnh phúc hôm nay Thảo Linh cùng với anh Hải của mình, với những người đồng đội rất là tuyệt vời của mình đã có mặt tại sự kiện trao xe của Hà Trang. Và Thảo Linh cũng xin được thay mặt tất cả anh chị em đồng đội của mình xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới chị Hà Trang cùng với anh xã của mình, với toàn thể gia đình mình đã nhận được cái phần thưởng rất là tuyệt vời và rất là ấn tượng tại Tập đoàn Chăm sóc Sức khỏe Quốc tế Sibri. Và qua cái chia sẻ ngày hôm nay, Thảo Linh cũng rất là muốn trao gửi tới tất cả những anh chị em mà đang còn có cái khát khao tìm kiếm một cơ hội như mà đang chưa mạnh mẽ cũng như là chưa tìm được cái cơ hội tuyệt vời cho mình, thì Thảo Linh muốn gắm một cái thông điệp là khi đến với CV chúng ta sẽ được biến từ những người bình thường trở thành những người phi thường và khắc phục được tất cả những cái sự nhút nhát cũng như là con người của mình chưa được phát triển bản thân. Đến với CV chúng ta hoàn toàn được thay đổi từ những cái nhỏ nhất, và môi trường ở CV sẽ giúp cho chúng ta được thành công rất là nhanh. Và một cái điều tuyệt vời nữa là khi đến với CV chúng ta có một cái giá trị tuyệt vời nhất, đó là cái giá trị về sức khỏe. Và để làm chủ được cuộc sống thì chúng ta cần phải làm chủ được cái sức khỏe của mình, đúng không cả nhà? Thế thì đến với CV chúng ta sẽ được đón nhận cái món quà vô cùng là giá trị này. Và khi chúng ta có cái món quà vô cùng giá trị này cộng thêm một cái mô hình kinh doanh vô cùng là thông minh nữa, thì Thảo Linh khẳng định rằng với một môi trường kinh doanh rất là thông minh ở CBD đem đến cho chúng ta được những cái giải pháp vô cùng là tuyệt vời này, thì chúng ta sẽ thành công rất là nhanh ở đây. Và gửi gắm tới tất cả anh chị em mà đang còn đứng ở bên ngoài để tìm kiếm hoặc là đang thăm dò cái cơ hội này, thì hãy nhanh tay ra quyết định cho mình tìm kiếm một cái cơ hội và ra sự quyết định để mình ký hợp đồng làm một tư vấn viên của tập đoàn nha cả nhà. Xin chúc cho tất cả nhà chúng ta cùng thành công, và chúc cho tất cả những anh chị em ở bên ngoài kia đang tìm kiếm cho mình một cái cơ hội kinh doanh thông minh và hạnh phúc nhất thì hãy nắm bắt thật nhanh cái cơ hội CV nhé. Xin chúc cho cả nhà mình cùng vui vẻ và hạnh phúc trong cái sự kiện ngày hôm nay. Em xin chúc anh chị là mãi mãi hạnh phúc và tức là thành công ở cái lĩnh vực Sibri ạ. Chúc chị Hà Trang sẽ trở thành chủ tịch quốc tế thật là nhanh ở đoàn Sibri nhé. Chào cả nhà. Rồi, xin cảm ơn Thảo Linh. Thôi, do cái điều kiện thời tiết nó không ủng hộ lắm, chúng ta xin phép là chương trình của chúng ta đến đây với trong xe là kết thúc. Xin kính mời tất cả các anh chị chúng ta sẽ vào trong nhà nghỉ mát và chúng ta uống nước ngọt, đúng không ạ?